Tổng thống Pháp Macron. Ngay lúc này, ông ta làm một chuyện làm cho giật mình hết hoàn toàn ở bên Pháp về cái tranh cử. Ông ta kêu gọi là vào tháng 6 này tranh cử sớm một chút xíu. Tranh cử trước khi mà Olympic. sau khi ông McCoy đã đứng chung với ông Joe Biden tổng thống bên Hoa Kỳ vào cái ngày lễ vừa qua. Đó là kỷ niệm cái ngày D-Day về cái ngày kỷ niệm mà kỷ niệm 80 năm về trước. Đó là thế giới và Hoa Kỳ chống lại Hitler. ở bên Pháp trong lúc này thì ông Tổng thống Pháp đang kêu gọi hãy bầu cử sớm. Trong lúc này về cái nhóm far right của ở bên Europe thì càng ngày nó càng lớn thêm nữa và càng được nhiều người đẩy tới thêm. Theo bà sếp bên Pháp đây bà nói, hiện tại ông Tổng thống bên Pháp đưa ra nhiều cái thay đổi ở hiện tại trong lúc này. Và bà cũng nói rằng ngay lúc này, cái nhóm của bà cũng sửa soạn sẵn sàng. Ông Tổng thống Pháp muốn muốn tới đầu thì bà sẽ tính tới đó. Bà Marine Le Pen là cái người mà đứng ở bên cái nhóm Faray, đây là ông trò Pate là cái người mà cũng gần phe với bà. Họ đã làm liên tiếp mấy năm nay, cho tới ngày bây giờ mới được đưa ra nói về chuyện này. Bà ta là cái người cũng đứng ra là cũng ủng hộ cho Putin một chút xíu. Và bà cũng đưa ra nói bà cũng đang muốn lo cho về cái chuyện làm phát của bên nước này. Và đây y muốn về tranh cử bên Pháp trước khi mà có Olympic. Nếu mà bên kia thắng thì đây là một cái thay đổi hoàn toàn của dẹo liên biệt và đây cũng làm cho macron thay đổi về cách nhìn và chọn người kế tiếp như thế nào nữa mới vừa lần rồi, ông mà con đã thắng bà ta. Đây, chỗ này là những người ủng hộ cho mật thì người ta la lên cũng rất là lớn và ủng hộ ông ta. Đây là người kịch ta rất là crazy. Đây là đài lúc đó có mặt vào lúc năm 2022, đã quay được những cảnh này. Nhưng mà bà ta, bà đã hứa hẹn bà sẽ đi tranh cử một lần nữa, cho nên ngay bây giờ trở thành như vậy. Ngay bây giờ, ở bên Pháp cũng nhiều chuyện đang xảy ra, đó là biểu tình, rồi cả luôn là đủ hết nhiều cái ở trong nước ở bên Pháp nữa. Và cả luôn những cái nhóm mà biểu tình càng ngày càng dữ tận thêm. Hiện tại thì cái nhóm far right lại thêm một lần nữa, đó là được bầu thêm nữa bên Italy và bên Đức. Và cả luôn Netherlands và Austria còn đối với những người này mỗi cái nước bên kia thì đều có cái nhóm far right đó là họ đưa ra nhiều cái thay đổi và nhiều cái tân tiến thêm cho đất nước của họ đây là một cái thắng của eu tổng thống bên đây đã được thắng thì ăn mừng đây là bà đứng cũng phát biểu bà nói về cái chuyện mà của cái nhóm cũng phải bà bên phải bên trái như thế nào như thế nào. Lần này đó là ông Macron đưa ra cái chương trình kêu là tranh cử sớm cũng là một cái là thử thách rất là lớn đối với ông ta. Kể từ 1940, thì đây lần đầu tiên, đó là cái nhóm Rai nó có thể bước vào hiện tại trong cái tranh cử lần này. Office, trong lúc này đó, ông McCall ông chỉ còn vài năm nữa làm tổng thống thôi. Ông ta không có muốn trở thành một con vịt chết ngồi đó để đợi tất cả những gì sắp xếp trọng. Đó là của đài MBC News báo cho chúng ta biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, đó là nằm trong tay của bội thẩm đoàn. Sáu người phụ nữ, sáu người đàn ông họ là những người sẽ đưa ra quyết định về con của ông joe biden đó là hunter biden đây lần đầu tiên đó là một người mà con của một tổng thống có thể là bị tội đa số những người của gia đình của ông Joe Biden có mặt ở trong tòa. Evidence, Wise well, theo ông Leo White nói cho biết tất cả những cái này không có nghĩa là một cái chứng minh. Giống như từ bà vợ của ông Tổng thống Joe Biden có ngồi ở trên tòa, ở trong cái hàng ghế đầu. Theo ông ta nói, tất cả những người mà đang ngồi ở dưới để mà xem, đó là không có chứng minh gì cả. Và ông cũng nói không có ai lớn hơn cái lực lệ của Hoa Kỳ hết. Theo của cái nhóm mà đưa ra nói là con ông Châu Mai là nói xạo, nói xạo về ghi ở trong tờ giấy để mà check background để mua súng. Đó là một trong những cái mà ghi trong cái giấy. Phòng Joe Biden check no hỏi cái câu là có phải là dính dám trên rớt hay không? Đâu đó rồi mới cho mua súng mà con ông ta đã check chữ no có nghĩa là nói xạo. và cả luôn bên luật sư uh, cáo con của ông Trump dùng đủ cách hết, đó là dùng những cái giấy tờ mà coi được bất cứ cái gì giống như trong laptop. Và cả luôn họ đưa lên 10 người đưa ra để mà xem chứng minh về chuyện này. Và đưa ra 10 người đó cũng nói là con Joe Biden cũng thường đó là xài rớt, hút chích. Cả luôn trong cái thời điểm, đó là cái thời điểm mà con Châu Văn ghi giấy để mà mua súng. Đó là vào lúc 2018. Vợ cũ của con Châu Mai cũng có mặt ở trên tòa. Cô ta nói cho biết đã kiếm được vào lúc 2018 tháng 10 kiếm được những cái đồ mà hút chích bỏ ở trong xe. Cả luôn người bạn gái của con châu Biden vào lúc đó. Cô ta nói con châu Biden hút crack mỗi khi hai chục phút đồng hồ phải hút một lần. theo nói cho biết tất cả những chi tiết này đó là nhìn rất là tồi tệ và rất là xấu nữa tất cả và làm cho người ta nhìn thấy rất là nhiều chuyện xảy ra và tất cả những chuyện đó phải cần đưa ra nói rõ ràng để cho mọi người hiểu nhưng mà cái phía bên mà về của luật sư con ông Châu Bài nói như vậy. Nói luật sư của bên đây nói là về cái chuyện con của ông Châu Bài đó, đó là 4 năm về trước rồi. Bây giờ đưa lên cứ nói tiếp tục hoài về cái chuyện mà hút chích. Và cái chuyện hút chích này đó là đã qua mà cứ đưa lên nói về cái chuyện hút chích của hồi lúc trước. Nói quá nhiều đi. Và tất cả mọi người đều nói về hút chích mà không có ai thấy thật sự mà con ông Châu Vang có hút chích hay bất cứ cái gì trong cái lúc cái thời điểm mà mua cây súng đó là của đài mbc báo cho biết còn đây là của đài báo tên cho chúng ta biết tình ngày hôm nay đây là của đài cnn báo cho biết vào buổi tối ngày hôm nay đây là cảnh báo của nhà chức trách cảnh báo nói cho biết là cái số người mà đi vô trong hoa kỳ rất là nhiều của những người di cư đó. Trong một số những người đó, đó là nằm trong cái nhóm băng đảng. Theo của đài NBC News được báo cho biết, có hơn 100 sự kiện mà của Homeland Security họ điều tra về chuyện này. Đây là những cái nhóm, đây là băng đảng của ở bên Venezuela. Họ tên là Vente Đó là theo hai người chức chết của DHS bảo cho biết. Trong tuần vừa qua, NYPD đoán sẽ có nhìn thấy một số những người mà trong băng đảng của cái nhóm này đó là hai cái người trong băng đảng đó đã bắn hai người cảnh sát. Theo của điều tra báo cho biết hai người đó người mà cầm súng bắn hai người cảnh sát đó đi vô trong Hoa Kỳ bất hợp pháp. Theo của đài NBC News cũng được biết về chuyện này. Những cái nhóm ống này đó. Đó là hai người này cũng là nằm trong ông cái bị cram trả ra ít nhất là 5 triệu bang trên Hoa Kỳ. Trong một cái case là có ba người băng đảng của cái nhóm này đã đi tới trên Hoa Kỳ ngay biên giới tới hồi năm rồi. Đó là họ đe dọa hai người phụ nữ venezuela và nói sẽ giết chết gia đình của hai người phụ nữ đó và nếu hai người đó không có chịu mà dính dám tới chuyện mà chắc để mà giao dịch gì đó và không có chịu làm thì có thể là chết hai người phụ nữ này đó là kết cuộc tới ngày banru. Theo cảnh sát, báo cho biết là hai người phụ nữ này bị bắt buộc phải ngủ chung với bốn người đàn ông. Đó là ngủ chung với bốn người đàn ông mỗi ngày ở ngay cái chỗ building chỗ này. Về cái nhóm băng đảng mà à, này ở bên Venezuela đó, nó đe dọa như thế nào? The assistant... Theo của ông sếp của NYPD nói cho biết họ rất là những cái đám băng đảng mà đe dọa. Jason us... Ông Jason nói, Cái nhóm băng đảng này, đó là họ không có biết được nhiều bao nhiêu về cái nhóm này hết trơn đó. Chúng tôi đây biết được họ giống như cái kiểu cũ mà câu gì đó, giống như ma. Họ không có biết nhiều về họ. Có lẽ là cái người đó là không có đúng hoàn toàn, nhưng mà cũng không chắc. Tại sao cái nhóm băng đảng này nó trở thành nguy hiểm? đây là như vậy với tỷ như cái nhóm băng đảng đó bất cứ người nào tới trên hoa kỳ mà chúng tôi đây không có kiểm soát và cũng không biết họ ở chỗ nào và cũng không chắc chắn người đó là người nào nữa đây là cũng đưa ra nhiều câu hỏi về cái chuyện mà giải quyết làm sao ở ngay biên giới của hoa kỳ Venezuela là, là một trong một số đất nước Họ không có chia sẻ những cái người mà phạm tội của trong nước của họ với của chính phủ của Hoa Kỳ. Khi mà Hoa Kỳ check những cái background, check lý lịch hồ sơ của người đó, thì ở bên nước đó không có chia sẻ gì cả. Giống như ở đây chúng tôi không có thể nào mà coi kiểm soát và biết rõ ràng họ như thế nào ở trong đất nước của họ. Giống như họ phải cần có bị bắt cái gì đó hoặc là phạm tội gì đó thì chúng tôi mới có được cái record của họ ở trên Hoa Kỳ. Nếu họ không phạm tội ở trên Hoa Kỳ và họ đi tới như bình thường thì chúng tôi không có biết họ là ai. Đa số những người di cư mà đi tới trên Hoa Kỳ, họ không có lý lịch phạm tội gì cả. Về cái chuyện mà ông Trump đưa ra nói về những người phạm tội gì đó, thì theo cảnh sát cũng nói đó là một số những người di cư, đó là Quậy ra như vậy. Mới đây nhất đó là ông Trump đứng lên phát biểu nói là về cái chuyện crime ở trong thành phố đó là những người di cư mà làm đó thì đó là cái loại mà crime mới ấy quậy ở trong thành phố. Theo của đài NBC News coi xem xét về chuyện này. lúc mà ông Trump làm tổng thống thì có khoảng chừng 64.000 Đó là 64.000 người di cư mà vô trong Hoa Kỳ. Đó là dính giám và có cờ là phạm tội trên Hoa Kỳ vào lúc đó. Còn đối với khi mà chính quyền ông Joe Biden làm Có khoảng chừng 103.000 người phạm tội vô trong Hoa Kỳ. Đó là khoảng chừng 1%. Đó là những người mà có record mà phạm tội đó. Theo của DHS nói cho biết, với tỷ một người mà dính dám tới chuyện này, đó là khi người nào mà có bất cứ cái gì mà đe dọa một người khác thì họ sẽ không đồng ý cho vô trong Hoa Kỳ trong lúc này. Đó là của đài mbc News báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Đây là của đài CNN News báo cho biết. Đã từ lâu tôi chưa có từng thấy cái chuyện như vậy xảy ra đây là phát biểu của ông Joe Biden vào buổi tối ngày hôm nay. Đây là những gì đang xảy ra. Cảm ơn tất cả những người mà đã chia sẻ những cái gì mà làm ngày hôm nay. Nói về cái chuyện mà lịch sử của những người da đen ở trên Hoa Kỳ. Đó là lịch sử của Hoa Kỳ. Đây là về cái chuyện của tháng 6 ngày 19 Tây, đó là Juneteenth. Tôi đây rất là hãnh diện, hãnh diện làm cái ngày Juneteenth thiên tháng 6 ngày 19 Tây trở thành cái ngày nghỉ, ngày lễ trên Hoa Kỳ. Và tôi đây rất là cảm ơn, cảm ơn Quốc hội của Hoa Kỳ, những người trong Quốc hội đã đưa ra và trở thành ngày này là cái ngày lễ của trên Hoa Kỳ. Tôi đây không có thể nào nói tất cả tên của những người trong Quốc hội đã làm giúp đỡ gì chuyện này. Tôi sợ là tôi nói sẽ quên một tên của người nào đó. đây không phải là chỉ nói ra vậy thôi nhưng mà đây là chuyện sự thật xảy ra và đây là một cái hy vọng và đây cũng là về cái chuyện cố gắng của những người trên hoa kỳ đó là những người da đen trên hoa kỳ đấu tranh đã từ lâu họ lúc nào cũng cố gắng cố gắng nhìn về một ngôi sao sáng để mà tống tiếp tục đó là cái ngôi sao đó đó là cũng đưa ra nói cho chúng ta biết tất cả chúng ta đều công bằng bằng nhau hết không ai hơn hai giống như mà đức chúa nói từ lúc trước đó là chúng ta phải xử sự công bằng với nhau người nào cũng vậy trong nguyên cuộc đời của chúng ta chúng ta có nhiều lúc không có nhìn lên trên ngôi sao đó hoàn toàn nhưng mà chúng ta không thể nào mà trốn tránh khỏi cái ngôi sao ánh sáng đó đó là cũng nhờ mọi người đó là cũng nhờ những cái gì mà À, của đời trước, đó là những đời trước đã cố gắng đấu tranh về cái chuyện mà tự do. Nhưng mà đây để nói rõ ràng về chuyện này, ngay bây giờ đó là rõ ràng chúng ta nhìn thấy có một con ma, đó là kiếm cách làm sao để kéo trở lại về chuyện này. và kiếm cách để làm cho những người da đen gặp khó khăn để mà đi bầu thêm và đóng cửa đi những cơ hội của những người da đen và cũng tấn công luôn cái cuộc sống và cái cách sống của con người giống như đã cấm đi những cái sách cái sách lịch sử của những người da đen và muốn xóa đi về lịch sử của những người da đen và thay đổi lịch sử đây không phải là về của về lịch sử không mà cũng về của tương lai về tương lai đây là không phải tương lai của một người đây là tương lai của tất cả chúng ta mọi người cũng biết lịch sử của người da đen đó là lịch sử của hoa kỳ cho nên lý do tôi và bà phó tổng thống Kham đã cố gắng gìn giữ cái chuyện này. Để tôi nói như vậy, tôi đây mới trở lại từ bên Pháp. Tôi tới viếng thăm ở ngay bãi biển ở ngay Normandy. Đó là dự cái lễ của cái ngày D-Day. đi đây là cái ngày là cái bước đầu tiên để mà giải phóng du ấp làm cho thay đổi về trong cuộc sống của chúng ta ở ngay cái mảnh đất đó tôi đứng phát biểu nói về những người anh hùng của hoa kỳ họ đã đấu tranh đấu tranh và cho cái nền tự do dân chủ. Đó là cộng luôn của cái Red Ball Express. Đó là đa số những cái người lính da đen cũng vào lúc đó. Tấn công vô ở ngay Normandy. Đó là giúp đỡ đem đồ đạc tới ngay cái chỗ hủ trận chiến để giúp đỡ cho về chuyện chiến tranh đó là ngay tuyến đầu những người lính da đen này họ là những người đứng chung đứng chung với những người mà chiến sĩ của họ xưa họ là những người liều mạng bỏ mạng của mình để mà cố gắng để mà làm được chuyện này, có nhiều cái họ phải làm rất là nhiều để mà trả được cái giá như vậy. Đây là ông Joe Biden phát biểu vào buổi tối ngày hôm nay của Jun Tin nói về tháng 6 ngày 19 tây. Đó là của đài NBC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo tim cho chúng ta viết tình ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho chúng ta viết. Vào cuối tuần vừa qua, một cái chuyện sợ hãi ở ngay chỗ rodeo coi đua bò và đấu bò lúc đó đã gần tới giờ cuối thì đây là một chuyện xảy ra lúc đó có cả ngàn người đang xem về biểu diễn bò đây là cái lúc cái con bò tên là party bus nó đã nhảy qua cái hàng rào rồi sau khi đó chạy vô bên trong cô Daniel là cái người quay phim về chuyện này. Cô ta nói tôi đây rất là sợ, tại vì tôi nhìn thấy con bò biết rõ là nó nhảy qua khỏi hàng rào, bây giờ nó chạy lủi ở ngoài kia. Sau khi đó thì con bò chạy lông sơm đụng vô những người ở bên ngoài. Rồi sau khi đó, lạng qua lạng lợi, nhảy lại đụng vô ngay cái thùng rác màu đỏ. Làm cho những người ở bên ngoài sợ chạy la đủ nơi. Rồi lúc đó cũng cũng có người gọi báo cho biết là có một con bò đang chạy lơm sơm bên ngoài và có một người đã bị thương. con bò tự nhiên chạy lời đụng ngay cái người phụ nữ văng lên trên trời. Cũng có thể nhìn thấy bà ta bị lộn văng lên đầu rớt xuống đất. Rồi bà rớt xuống một cái bầm rồi nó bỏ chạy luôn. Tổng cộng là 5 người đã bị thương về chuyện này. Đó là theo chữ lửa ở đây báo cho biết rất là hên con bò này làm vậy nhưng mà không có ai bị đe dọa tính mạng đó là của đài mbc news báo cho chúng ta biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay vào buổi tối ngày hôm nay, cái trái như vậy, trái rất là lâu. Đây là cái khu chung cư bốn tầng gần ở mẹ mì bị cháy. Theo nhà chức trách ở đây nói cho biết, đã lâu rồi họ chưa có thấy cái tình trạng bị cháy như vậy. Theo ông sếp đã nói, đã gần 25 năm trời, chưa có nhìn thấy cái chuyện bị cháy như vậy. Chuyện này xảy ra khoảng chừng 8 giờ sáng ngày hôm nay. Chúng tôi ở đây có lửa cháy lên nằm ở cái tầng thứ ba chúng ta phải cần rời khỏi ngay lập tức. Lúc đó là có nhiều chữ lửa cũng tới chỗ này để giúp lửa, tại vì khói ở đây nó bay lên đầy trời. Trái nhìn thấy khói cách xa khoảng chừng một mao. Lửa trái khối bay lên, rồi sau khi đó lửa trái bung ra ngoài cửa sổ, trong lúc chuyện này xảy ra thì cảnh sát đã nhìn thấy có một người bị bắn nằm ở bên ngoài người đó đã được chở vô trong nhà thương chúng ta có cái người mà bắn trong lúc này và chúng ta cũng có cái người mà nghi ngờ là người đó là cái người đã bắt đầu đốt cháy về chuyện lần này, đó là ông thị trưởng của thành phố nói cho biết. Nguyên cái khu apartment chỗ này đa số là những người lớn tuổi sống ở đây. Chữa lửa lúc đó đã giúp đỡ và kêu những người đó rời khỏi bằng cái đường mà thang đi ở bên ngoài. Chúng tôi đây đã cứu khoảng chừng 40 người ở trong cái building ở chỗ này. Đây cũng cho nhìn thấy chữa lửa đó làm rất là nhiều để mà giúp đỡ những người rời khỏi. Đó là của đài ABC báo cho chúng ta biết. Rồi tới đây Andy cũng xin tạm ngừng. Có gì thì hẹn gặp tất cả mọi người sau. Chúc tất cả mạnh khỏe. Have a great day. Bye bye.